Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì cũng có một cái số cái kỳ của cái cây dây hạt Asa nha cô chú. Hoa của nó là cực kỳ đẹp luôn. Có một số thân là hoa cánh sáp nè, rất là đẹp. Đó. Đây là dây hạt Asa nha cô chú, nó có rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Và hôm trước thì con lấy về nó giá nó cũng cao rồi. Mà hôm nay thì con làm kỳ được nên con có một số kỳ con xin giới thiệu cô chú. Một mã số là 200 nghìn nha cô chú, nó khoảng 4-5 kỳ đó. Đây là dây hạt Asa. Hoa là cực kỳ đẹp nha cô chú. Nó về giống như hạt hoa thơm và hoa to, nở hoa ngay mùa xuân thì khó cái nào mà nó vượt qua được Asa lắm. Hoa cực kỳ đẹp nha cô chú. Cánh của chú nhìn này, cánh tím rệm luôn, rất là đẹp. Hoa rất là đẹp nha cô chú. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con xin giới thiệu cô chú một số mã số của nó. Đây, và đây là mã số của một số cây Asa đầu tiên nha cô chú. Nói chung là cây này thì đã bám rễ rất là tốt rồi. Nó đang ra rễ rất là tốt, nó còn mới tách ra. Giá của mã số 1 là 200 nghìn nha cô chú. Cái thứ cây là khoảng 10 cm nha cô chú. Mấy cây nhỏ nhỏ thì khoảng 7 cm. Và giá của mã số này là mã số 1 và giá của nó là 200 nghìn nha cô chú. Cái mặt hoa của nó là cực kỳ đẹp, khuôn hoa rất là to và hoa này nở ngay xuân luôn nha cô chú. Mã số 1 giá là 200 nghìn, dây hạt Asa. Và cái hạt Asa bây giờ thì kiếm cũng rất là khó cô chú, nó không có nhiều đâu. Đây là hàng của làm kỳ lên. Tiếp tục đây là mã số 2 nha cô chú. Và một số cái kỳ này thì con vẫn giữ là một số cái mắt, nó vẫn còn đang sưng mắt cho cô chú mình về thêm mình khai thác thêm. Và giá của cái mã số 2 này cũng là 200 nghìn, tất cả đều đồng giá nha cô chú. Kích thước cái này khoảng 7 cm, nói chung là nó ngang ngửa nhau. Khoảng 7 cm nha cô chú, rất là đẹp. Đó. Đây là dây hạt Asa. Mã số là mã số 2, giá của nó là 200 nghìn. Và đây là Asa, mã số của nó là mã số 3 nha cô chú. Nói chung thì con đã phân chia cho nó đều đều nhau hết rồi. Mã số 3 giá là 200 nghìn, kích thước cây khoảng 7-8 cm. Nói chung là cái này đều đã ra rễ rất là tốt rồi, nên mình về mình chăm sóc và mình trồng lại nó sẽ rất là mau bám rễ nha cô chú. Kỳ rất là lực luôn á. Và giá của nó là 200 nghìn, mã số là mã số 3. Giá nó rất là mềm. 5-6 kỳ luôn mà giá nó chỉ có 200 nghìn thôi, thì khoảng mấy chục ngàn kỳ à, 30 kỳ à cô chú. Giá là 200 nghìn, mã số là mã số 3. Và đây là mã số 5 nha cô chú. Và cái thân Asa này á, thân mẹ nó có một số thân là cực kỳ to luôn á, chú nhìn nè. Nó bự ngón út con luôn á. Và mã số là mã số 4 nha cô chú. Giá của nó là 200 nghìn, đây là combo mã số 4. Giá hạt Asa. Tiếp tục đây là kỳ Asa mã số 5 nha cô chú. Đây là một số kỳ nhỏ này, nên nó chỉ nó có 5 kỳ. Còn phút sau con sẽ quay một số kia lớn thì kia nó ít hơn. Nói chung là con đã phân chia đều nhau hết rồi. Kia dài nhất khoảng 8 cm, còn ngắn ngắn khoảng 6-7 cm nha cô chú. Một số mắt vẫn còn đang sưng nè, con vẫn chờ một số mắt cho chú mình về thêm mình khai thác thêm. Và đây là mã số 5. Giá của nó là 200 nghìn nha cô chú, một bộ combo. Giá là 200 nghìn, được rất là nhiều kỳ. Và đây là combo dây hạt Asa, mã số của nó là mã số 6 nha cô chú. Khoảng 8-9 cm nè, mã số là mã số 6. Và giá của mã số 6 là 200 nghìn đồng giá. Cô chú nhìn là nó đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi. Mã số 6 nha cô chú, 200 nghìn mã số 6. Tiếp tục đây là combo mã số 7 cô chú. Mã số 7 giá là 200 nghìn đồng giá nha cô chú. Đây là mã số 7. Đây là mã 8 nha cô chú. Một số cây này nó bự hơn nên con có ít kỳ hơn nè. Nó dài tầm khoảng 15 cm là dài nhất. Mấy kia ngắn khoảng được 10 cm. Đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi cô chú. Mình về mình trồng nó sẽ rất là mau bám rễ. Đây là mã số 8, 200 nghìn. Đây là mã số 9 nha cô chú. Có 3 kỳ, 3 kỳ này là 3 kỳ lớn. Một kia 15 cm và hai kia tầm khoảng 10 cm nha cô chú. Nói chung đây là hàng con đã trồng lên rất là khỏe nè, rất là lực. 200 nghìn, đây là combo mã số 9.
dãy hạt Asa nha cô chú, khung hoa cực kỳ đẹp, nó có rất là nhiều mặt hoa khác nhau luôn. Đây là mã 10 nha cô chú. $200 mã số 10. Mấy cái rễ là mấy cái rễ tơ không nha cô chú. Đây là mã số 11. Giá của nó cũng là 200 luôn. Dài nhất là khoảng 10 cm nha cô chú, ngắn nhất là khoảng 7 cm. 200.000 mã số 11. Còn đây là mã số 12. Kim ngắn khoảng 8 cm nè và kim dài tầm khoảng 13-14 cm. Mã 12, 200.000 nha cô chú. Tiếp tục đây là kim dài hạt Asa. Mã số của nó là mã số 13 và giá nó của nó cũng là 200.000 một mã số luôn. Nói chung là cái này còn đã phân chia rất là đều nhau nè, đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Còn vẫn còn chừa một số mắt để cho chú mọi người dễ mình về mình khai thác thêm nha cô chú. Một số phân số mắt nó vẫn còn sáng nè, 200.000. Mã số tiếp theo nha chú, đây là mã số 14. Nó có 3 kỳ nè, 1 kỳ lớn và 2 kỳ nhỏ, giá là 200.000. Và kỳ dài nhất tầm khoảng 17 cm và hai kỳ ngắn là khoảng từ 8 cm đến tới 10 cm nha cô chú. Rễ phúng ra như giá luôn nè. 200.000, đây là combo kỳ, mã số là mã số 14. Và đây là mã tiếp theo nha cô chú. Mã số của nó là mã số 15. Thân dài nhất 14 cm, thân ngắn ngắn khoảng 12 và thân nhỏ nhất là khoảng từ 6 cm trở lên. Đây là mã 15 nha cô chú, giá là 200.000. Tiếp tục đây là kia mã số 16, có 5 kia bé nha cô chú, trung bình là khoảng 7-8 cm, 200.000. Đây là mã số 16. Tiếp tục đây là mã số 17, 3 kia nha cô chú, 200.000 mã số 17. Và đây là mã số cuối cùng, mã số của nó là mã số 18. 200.000, đây là mã số 18 luôn cô chú. Chỉ có 18 mã số thôi. Số thọ bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, phố Tân An, Long An.